Thùy ơi, Thùy, nói nghe nè, nói nghe nè, lẹ lên đi. Anh em thấy gặp anh này, em thấy chuyện muốn làm nữa. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Tới giờ, tới giờ, tới giờ. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Nhìn gì nè? Điện thoại anh nè. Ngồi đó đi, không thấy mặt hả? Ngồi, ngồi đi, ngồi đi. Muốn làm gì? Anh định làm gì? Chuyện gì? Làm cho mày chứ làm gì? Thôi bỏ đi anh, đừng anh đâu có bớt. Rồi đẩy đi đi. Không có giỡn quá. Không không, giỡn chơi chứ cho anh tiền lẻ lên để chảy giờ đó. Chuyện gì? Con, anh mới nghĩ ra đây nè. Chuyện gì? Nói. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hello, xin chào cả nhà. À, hôm bữa con cái nghiệm qua là mình cho anh thầy, cho anh bé tiền á, là cho nó thọc đít chó, hiểu không? Em nhớ vào bữa cô ta bị bệnh không? Nhớ, sao không nhớ? Đi bác sĩ, anh có quay, bữa đó anh có quay. Ủa có quay luôn hả? Có quay. Có, anh có quay lại. Bây giờ nói nghe nè, giờ mình dở đây. Em bắt cô ta vô đi. Cái mình giả bộ mình dán, dán keo rồi phải. Đi trang vậy luôn. Ờ, mình đổ thừa nó. Nó tin là vậy sao? Được. Nó cao giả. Lát anh gửi đoạn, lát lấy điện thoại xong gửi đoạn clip đó qua bên Zalo cho em. Vô. Ờ. Cái em mở nó lên cho nó coi. Hù nó không? Nó, thì hù. Đền nó. Ngày qua đền nó phân nửa số tiền rồi. Ai kêu hôm qua nó chọt kêu luôn, ai kêu nó chọt đứt chó, bây giờ chó nó bị viêm hả? Ung thư hậu môn luôn rồi. Nặng quá. Giờ kêu nó đúng không? Tại nó để móng tay dài á. Ồ mà sao cái con nhỏ để móng tay dài không biết chi? Nó làm mẫu cho người ta. Nó đi làm mẫu người ta nó ăn tiền. Móng tay. Chờ chút nha, anh kêu một thầy vô. Anh kêu chưa? Anh kêu đi. Cái điện thoại để đây nè. Chờ. Ok chờ mọi người chờ chút nha, mình tắt cái điện thoại để mình gọi cụ thể vô. Rồi có thể vô mấy anh em mình thực hiện cái màn tròn mấy tiền nữa nha mọi người. Mọi người chờ một chút. A few moments later. Vô lẹ đi. Thấy. Ấm vô lẹ đi, trễ giờ rồi, nó qua bây giờ. Mệt. Anh tưởng mà đi bắt nó dễ lắm vậy. Mệt như chó. Tao mệt chứ mày quá rồi nghe cô ta. Mày nằm im nha tao bắt coi. Bây giờ mình bắt cô ta vô rồi, nói thấy lẽ lắm. Em không làm gì mà ông đi mời mời á. Mẹ cần chết. Đi. Đây em tự dán cho. Đây đây. Rồi nha mọi người, bây giờ mình đã bắt con chó lại nha. Tại vì con chó này hồi lúc trước á, lúc trước là nó có một bệnh một lần nha, nó mổ rồi. Mà lúc đó là nó bị viêm viêm chỗ đẻ. Ừ, nó viêm chỗ đẻ, nó đi bác sĩ mổ một lần rồi. Mà hôm bữa đó là mấy anh em mình có quay lại một đoạn, có quay lại đoạn clip để mình chơi thôi, nhưng mà mình với thằng Thể với thằng Thì á, con Thể với thằng Thì cái gì anh kia đi anh nói ngược là vậy anh. có quay lại đoạn clip mà con chó nó bị bệnh rồi mọi người. Bây giờ tí xíu nữa vô mình sẽ đưa cái đoạn clip đó lại cho con bé tiền coi, để mình đổ thừa nó ngày hôm qua là nó chọt vô, nó chọn cái hậu môn chó bị viêm. Lần này tôi sẽ cho nó biết tay tôi. Lần này tôi sẽ cho nó biết tay tôi. Rồi ok. Vậy là Thể chở Thì hay là Thì chở Thể? Thôi Thể chở tôi đi. Rồi anh nằm đây anh chờ nha. Rồi ok. Rồi cho anh đi ra trước đi. Chưa có xe thì đâu? Nó hoài tới giờ á. Trong rồi. A few moments later. Hết hồn. Làm gì vậy Tiên? Ủa? Sao anh Mười nằm đây vậy? Bà Thì đâu rồi? Đóng cửa vậy? Nó đi lên Bà Rịa rồi. Bà Rịa làm gì? Lấy cái tay. Chở con chó về. Chó gì chở về? Ờ nhắc mới nhớ. Chở gì về? Chở. Bữa qua nói mẹ em. Sao nó nói là em chọt vô rít con chó. Giờ nó viêm hậu môn rồi. Gì? Thiệt? Gì? Nó nói em chọt vô đít chó, giỡn gì mà chọt vô đít chó cho nó riêng viêm hậu môn. Thì em gì vậy? Em mới vừa đưa ra phải chọt vô cái. Lỗi bả. Lỗi nhưng mà mới có chút xíu rồi chứ không. Mình lát làm quá xạo sao kia. Lát nó về mình nói chuyện với nó. Xạo cái gì xạo, ai biết nó nói anh vậy á. Nó kêu anh coi nhà anh vô anh thấy nhà cô nó còn đóng cô cửa. Cô ta. Anh vô anh thấy nhà nó còn đóng cửa thì anh gọi nó nói. Em nó nói lấy... em đi Bà Rịa chưa về tới. Bà xạo có. Em chưa lấy thịt da làm thịt cày là may lắm rồi á. Chơi mà dơ giấy lắm chứ. Biết cái móc của nó là tàn cứt không. Nói về cả xạo kia. Chở nó đi dạo á.
Hai ông bà đi hẹn hò đúng không? Hẹn cái đầu mày chứ hẹn. Đi hẹn hò chứ gì nữa. Mày biết cái chỗ xung gì đi không? Cái gì? Mày làm nhỏ bị có sao không? Rồi bị sao vậy thầy? Thì nó bị viêm. Nắm lại coi. Nắm lại đi coi coi. Ôi cô ta. Qua đây coi thì nó thì nó bị viêm ngay cái đường hậu môn rồi nè, do mày gây ra. Ơi ngộ không? Tôi chưa quýnh bà là may, tôi chưa quýnh bà với ông là may gì đó. Quýnh cái đầu mày. Em chưa quýnh hai chị là may nha, phước lắm rồi đó. Quýnh cái đầu mày chứ quýnh. Ê, làm thôi nhỏ. Anh thể. Ê, chị thì chị nè nó hết đẻ được đúng không? Mày không hả? Đi mần thịt. Giỡn kiểu gì mà chọt vô đứt con ta viêm hậu môn dữ vậy? Trời đất ơi, cái món tay. Ơ em chưa bóc đền cái ngón đây nè, cái ngón tay nè. Cái ngón tay của mày á làm cho nó bị viêm luôn rồi nè, giờ bác sĩ nói là phải mổ gấp luôn á. Ủa em còn chưa bắt đền nó là may hả? Móc ra không phải gớm chơi mấy trò gì dơ giấy. Mày nói chuyện hay quá, làm con người ta bị hư luôn à. Thôi thả cho nó chạy đi. Thôi thả cho nó chạy mà xạo luôn à. Là nếu bây giờ em có chọn làm gì viêm hậu môn làm như hả? Cắt nó ra. Nó không tin rồi thiệt. Ừ. Không tin hả? Giỡn hoài. Thôi thả, đi chơi đi con. Nó đang đâu? Thả đi chơi đi con. Đó không mày hát nè. Có này giỡn không? Đây này. Móc cái điện thoại ra. Ê, bấm cho nó coi. Mày hết chuyện nó bị thua mà còn quýnh nó cỡ đó. Sợ mày. Chạy mày ơi. Nó ơi chưa? Mày giống trụ mày quá. Nhìn thế này. Đó mày nhìn đi. Cầm lấy. Nó xạo vậy á. Thịt với giả nữa. Nằm viện cỡ đó mà còn dám nói là thật hay giả. Là chuyện qua là chở đi liền. Thì đó, thấy nó cái biểu hiện nó khác luôn rồi. Trời ơi, có biết gì nha. Cái lúc đó em mới vô tay chị Thùy thọc vô chị máu chứ còn gì nữa. Đây, cắt trên nâng cấp từ. Xong chưa? Ok chưa? Rồi, để chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3 nha. 1, 5, 10. Rồi. Cái gì vậy? Sao thì chưa chơi vậy? Cái gì nhớ rồi chị Thùy ơi. Hồi nãy ông kêu tôi làm vậy mà. Trời ơi, em hút gì thì chơi thì nó rơi như vậy thì kỳ cục quá. Thì sờ vào thôi, em còn cố ra ấn tay vào làm gì? Em mới gơi tay ra để cho anh chị mà anh chị thọc vô nó. Em hay xin cứ rồi em biết rồi, tại anh chị á. Em tự thọc với anh bảo là để chị sờ vào thôi để ra đoán. Chọc cái sao mà giỡn vừa phải, tao biết là anh chị giỡn. Thì mày giỡn cũng vừa phải thôi, chọc vô là nó chảy máu của người ta, bây giờ mổ luôn rồi. Phải, này là lỗi của chị Thùy nè. Lúc mà em mới gơi cái tay ra, chị Thùy kêu đợi một xíu nha, cái xong rồi em thấy chị Thùy nhớ một cái mặt vô luôn. Không phải nữa, mày xạo, không phải mày ham trà sữa. Mày cố ý mày nhấn mạnh y như ông Thể. Ông nhấn mạnh chứ đu mới phát hiện. Còn như mày là mày không phát hiện nên mày mới nhấn mạnh. Cái đích con người ta vậy mà mày chọt mày nở lòng nào vậy? Mày để móng tay dài nữa lấy đâu mà chịu về nổi. Nhưng mà em chọt nó này nè. Em chưa trách anh chị là chọt thúi tay em là mày đúng rồi. Cái lúc đó là do chị á. Đúng rồi, đúng tiền. Mày nè, do chị Thùy á. Chờ mấy đó. Kêu mấy đó, chờ tao biết, chờ mày trả tao phần nữa đi. Ừ, ngộ trả nữa, trả cả chứ sao nữa phần nữa. Nó làm mà. Ủa, gì lỗi của em, phải anh ơi.
Phải không? Anh Mười làm chứng nè. Không, anh không biết. Ngày qua anh có mặt anh đây đâu làm chứng. Đúng làm rồi, gì, anh... làm gì. Nhưng mà Mười, ví dụ giờ anh chị có giỡn đi, mày cũng chọt vô, mày chọt vừa vừa thôi. Nó chọt vô cho cố vô nó cho. Nó cố vô, nó chọt lúc ngón tay gần, lúc không phải. Ơi em còn chưa giết hai anh chị nha, em kêu là đáng trái gì mà anh chị đưa cái này xem đáng. Ừ, phải là lỗi của anh chị không? Là cái đó là trái gì? Nhưng mà con đực còn có cái trái. Con cái nó có cái gì? Có cái lỗ mày chọt vô đó. Bây giờ viêm hậu viêm luôn. Không phải, con nhỏ mà anh đó. Đã bảo ra thỏa thuận từ lâu nè. Em chỉ sợ thôi đây, em cố em chọc nó. Thì phải không? Em đâu có biết. Em đâu có biết nó là cái gì. Mày đừng có giả đò, em không biết. Nhưng mà không mày có biết cái tay vô là mày biết liền à. Mà sao mày cố tình mày chọt biết vô được. Anh à, làm như em mà thần nha. Em phải em mới giơ tay nè, chị Thùy nè. Chị Thùy anh thở gì à? Cầm cái này em thọt vô cái. Bây giờ thôi lỡ rồi, cái gì cũng lỡ rồi. Giờ người chịu nửa tiền cho chị. Ờ, đâu được. Mày nhìn em đâu giờ có biết gì. Người ta cần phải phẫu thuật băng bó tùm lum nữa đấy. Bây giờ chứ, chứ hôm qua ai nói là cái đó em nó dễ lắm, chỉ gọn cái là biết. Mà bây giờ mày đừng có xạo tao không biết. Ủa, bộ không? Không ai là nói sao? Nói trái gì chứ bộ nói cái gì hả? Bộ, dạ, em không biết đâu á, đâu phải lỗi của em. Sao mà mày luôn lẹo quá vậy? Còn chó lát luôn á. Mày đoán đúng, đúng không? Mày đoán đúng đi anh con trai mà. Ủa alo, tính ra là không phải em luôn á. Sao anh thể nói mày cố tình mày chọt vô cả? Đúng rồi, cố tình chọt sâu vô chứ của người ta bình thường người ta đụng thôi, không chịu. Nhưng mà cái lúc đó là em bịt mắt mà. Ôi nha, chơi đừng đổ thừa nha, có chơi có chịu nha. Giờ là hả, đừng có mà nó bị vậy, đừng có đổ thừa em nha, em có tiền đâu. Sao đâu còn. Nhưng mà thỏa thuận ban đầu nó anh chỉ bảo sờ đoán trái nha em đi em thật. Nếu mà anh nói thỏa thuận ban đầu đúng không, em nói là trái gì chứ bị anh đưa cất cho em hả? Không biết bây giờ mày làm. Nhưng mà nó là nhưng mà thấy anh chị tiền sai á, em là đáng cái gì mà anh chị đưa con chó cho em là sai mà đó. Mày nghĩ sao mày ác dữ vậy tiền? Anh cái đích con chó vậy mà mày thọt con tay vô cho diêm lỗ đích con chó luôn. Anh không biết, anh đừng có nói nha. Hôm qua là chưa trái gì tự nhiên anh chị chơi tới mức độ dơ mà đưa con chó cho em là em chưa chắc là mày lắm rồi á. Ủa mày làm con người ta ra nông nổi này còn trách người ta, mày sao cũng nghĩ là mày không có lương tâm vậy đó mà làm nhỏ cỡ này mà còn dám chơi cái gì cũng chơi đó. Để em chơi chó. Chơi chó. Ông lượng nói tầm bậy nha, em không có chơi chó đâu á. Chị thùy chơi chó chứ em đâu có chơi chó đâu. Không chơi chó mà mày thọc nhỏ cỡ đó bây giờ nó bị viêm luôn. Ơ nha, cái lúc đó là em bịt mắt. Mày không chơi chó mà mày thọt tay vô lỗ đít chó làm chi cho nó chạy, nó viêm lỗ đít nó luôn vậy. Ủa anh ngộ mà không biết anh mới nói vậy thôi á. Thì nó nói chơi kìa. Kiểu đó nha, em đi chơi kiểu đó. Hồi nãy em vô em thấy nhà nó đóng cửa, anh gọi điện thoại nó, anh hỏi mày đi đâu, nó nói là con thiền. Hôm qua nó chọt cái tay vô lỗ đít con chó, bị viêm lỗ đít luôn. Bây giờ em phải đến bác sĩ mổ luôn nè. Cái đó là em bị anh chị chơi rõ ràng. Khoan, nhưng mà mày có chọt vô đít chó không? Nói thẳng câu có hay không thôi, chỉ cần câu đó. Em đâu có biết. Nhưng mà có hay không, có chọt không? Có. Ờ, có thì chuyện này nó nói chuyện nào ơi. Ủa, nhưng mà, ơi. Mày cũng hết chuyện chơi nữa tiền đó. Ơi, tôi thấy à, ba người hết em hơi bị lâu rồi đó. Phải, nếu như mà em mở mắt nè, bây giờ anh Mười mở mắt nè, em kêu thọt vô đít con chó, anh Mười chịu không? Không. Đó. Đi sao, chứ Mười sao mày không? Thì lúc đó em bị chơi mà. Không biết, lúc đấy anh đang ăn thua. Đang ăn thua, anh thua anh Trung, em đang hoàng. Ủa, thì đang nói trái gì? Em đâu có biết, em bây giờ. Biết bây giờ. Dễ gì? 1,000,000 với con ta kìa. 1,000,000 thì chó ai mà đó chịu đi chứ. Mày liệu hồn mày nha, tí vô nói cày á. 1,000,000 của con ta đó, mày liệu hồn mày á. Bởi vì con người ác độc. Liệu hồn mày liệu hồn. Còn cái mạng nào lấy thôi chứ. Chó người ta bị viêm cỡ đó mà nó có ngang, giả mang luôn á. Nhìn nó tội nghiệp hết biết luôn. Nên sao mà mày nói chuyện ngang như con ngang vậy? Chơi đi lấy cái tay thọt cái đít chó. Trên đời cũng thấy ai như mẹ. Em cũng vậy, chưa thấy ai như nó chứ mà còn. Thôi đi anh chị ơi. Bây giờ chị thì đi. Bây giờ anh thấy chị thì đưa cái tay vô là mình đã biết rồi. Rờ cái tay vô đó là lỗ đít con chó là biết liền. Đúng rồi. Là đoán là cái lỗ đít con chó mày chọc vô đó làm chi? Sao mà khờ? Cái này là cố ý nè, cố ý chơi nè. Ơi nha, cho em giải thích nè. Lúc đó là em bị bịt mắt đúng không? Là kêu đáng trái gì, lúc đó em vẫn cho anh thể chọc cái trái đu đủ đúng không? Thì bây giờ nếu mà em rờ vô sao em biết được, em phải chọc vô. Cho có bây giờ nào mà em chưa chọn nữa, em mới đưa tay ra chị thì chọn cái. Rồi bây giờ lỗ phải thì giờ lỗi tao em. Không, bây giờ lỗ phải gì không nói thì thôi chịu cho chị nửa tiền đi. Đúng rồi chị cả. 500 đi. Giờ mà nếu nói vậy đúng không? Lỗi phải gì không biết, em đâu có biết lỗi gì đâu, phải tại em không phải. Sao mà mày ngang dữ vậy Tàn? Ngang cái gì? Chơi có chịu đi. Cái nào đúng thì thôi, ví dụ như bây giờ chị bị đúng không? Em chấp nhận em bỏ tiền ra cho chị phân nửa chứ không chó bị chị, chó nhà chị phải chó em. Ủa nhưng mà mày là người nguyên nhân gây ra tác động luôn đó. Đích con ta viêm một lũ đích luôn. Ăn con nó nhỏ mà nó ăn ngang nó ngực ghê á. Chắc hồi xưa mày ăn trứng ngang hơi bị nhiều.
bậy. Nhìn con chó tội nghiệp hết biết rồi, giờ nó không chịu trách nhiệm nữa. Tự nhiên à, ai chơi bắt em chịu. Ủa mày chơi? Mày chơi chó chứ ai chơi chó? Ơi anh không thử vậy nha, chị Thùy chơi á. Anh chơi, anh vừa bảo tiền chơi chó rồi. Qua cái anh chó người ta đem ra chơi chó, chọc lũ rít người ta vậy. Anh chơi chứ ai chơi? Em chơi chó. Anh chơi á. Tao không cần biết. Tự nhiên nói người ta chơi chó. Thì có lặng đó. Chứ mày không chơi chó mà lấy tay mà thọc vô lũ chó làm gì? Tự nhiên à, em có biết. Mày tấm lại trả nửa tiền không có nhiều. Nửa tiền là nửa tiền. 1 triệu mấy, 1 triệu 7. Một cắt cũng không trả nữa. Bây giờ mày 700 thôi cũng được. Một cắt cũng không trả. Đổ chú ăn ngang nó ngộ. Tiền chơi xấu à. Giờ có, giờ nè, giờ kêu nó ra học em lại đi. Thôi mày nói gì tao chịu thua đó tiền. Thua gì, kêu nó chậu chu đích lên mày lấy cây mình thọc vô lại. Chứ giờ có tiền đâu, có bóp sát em không có tiền nữa. Thôi nó nói vậy thì chịu rồi. Chịu, chịu đi. Tự nhiên à. Tự nhiên xong cái bị gắn cái mát luôn. Chứ giờ nó nói nghe. Ủa nhưng mà anh phải không? Nếu mà em làm, em chính thức em làm, em mở con mắt ra, em chọc cái đứa nó, giờ em lấy nó bên nhà, em chọc thì tốt. Mai mốt chị thì sẽ em đổi dành cho nó là tiền lương lẹo. Không, tiền thọt đít chó. Tiền thọt đít chó. Cho nó trả, kêu nó dễ lại quá à. Tiền thọt đít chó. Tự nhiên em bị chơi xong bây giờ bị gắn cái mát đó. Mắc cười quá à, mắc cười anh chị quá à. Chuyện chơi chó. Con chơi này chơi mẹ mày cố ý mày học để được đi trà sữa thì có nữa. Cái cuối cùng là trà sữa cuối cùng nó sẽ cứt ra luôn rồi. Ủa thì đúng không? Thì đâu phải tại em đâu, tại anh chị mà. Ai mượn đứa trái cây đàng hoàng đi không chịu. Đứa con chó chi? Đứa con chó chi? Cãi em có lại nó đâu. Phải không? Phải không? Miệng mờ mày cãi em lại nó đâu, dẹp đi. Vô nó mười ăn rồi. Thôi coi như số tiền nó tao chịu được chưa? Chịu mày. Có nước đâu anh thầy. Không chịu phải chịu à. Đây. Bỏ qua hết. Ê để nói mà không cho mày ăn. Cho thôi, ai thèm. Ai thèm. Cho thì tâm. Còn không là chơi chó. Nè còn mì không thì cho anh gói coi. Mai mốt đừng chơi với nó. Mốt tặng đừng chơi chó. Đậu thứ không, lương lẹo. Ê. Ủa mắc cười ngộ không? Là ê. Do mình chứ phải do người ta đó mà bị đặt. Do kiểu do đó. Mình mà em nằm cái anh qua. Anh đừng có mà nói. Nãy giờ em thấy anh ba phải lắm mà đó. Phải rõ ràng hôm qua là anh em cho em cho anh thò chết rượu mà anh cho em thò con chó là anh chưa thấy chưa dơ kiểu nào giờ. Không, anh đối thù em. Nhưng mà đúng là tại em, tại vì là anh giao kèo là anh chỉ sờ thôi mà em cố tình em thọc là em sai rồi. Sai. Em cho anh thò chết rượu mà. Thì ra nếu mà không trái rượu anh vẫn đền được mà. Mà nếu mà nói đúng không là do em bị gài. Em bị gài rõ ràng. Gài thì mà thôi em không sáng suốt em đáng em chứ. Đúng không? Em không sáng suốt. Cười quá. Nhưng mà bây giờ có phải rõ ràng em làm cho nó bị bệnh không? Bây giờ đi mất tốn tiền thì đúng em bị cháy cả dương cả 10,000 cũng được. Nhưng mà em có nhận là em thọc đi chó đúng không? Bây giờ nó ra trong đôi đó thì em không ấy thì em trả chỉ 10,000 được, còn bao nhiêu thì lo cũng được. Đúng không? Nhưng mà rõ ràng em có nhận là em có thọc đi chó đúng không? Nhưng bây giờ em cứ nói chị ơi, bây giờ em không có, em chưa 10,000 đi cần như chị lo. Tự nhiên nói không nha, không có nha. Nhưng mà nãy em có nhận em thọc đi chó. Em làm người bị tổn thương nè. Anh biết cái tay mà trò vô cái đó của nó là biết xúc phạm cái tay biết bao nhiêu, cái tay ăn cơm nè, cái tay làm việc nè, cái tay làm đẹp nè. Nhưng mà mình có chơi, mình có chơi. Nhưng mà anh thể với chị thầy bắt em chọc như thế là đã xúc phạm danh dự cái tay của em rồi, chưa xin lỗi cái tay em là may lắm mà em chưa bắt đền cái tay em nó bị dơ đây này. Không phải là bắt em thọc vào đấy mà thực ra là anh với chị là đưa ra đấy để em sờ em đoán. Nhưng mà đây em ấn mạnh quá hiểu không? Đấy, đấy là sự thật. Em đưa anh sờ anh đoán được không? Thì không nói được thì em thua. Em thua thì coi như nè, là anh không phải đã chùi sữa em. Thì thí dụ như vậy đi. Nhưng em cố tình. Thí dụ như vậy đi, thí dụ em không được cho sữa đi. Chứ mắc gì hả? Đưa chó cho em học vô trọng. Rõ ràng là mua kế của anh chị ông giờ bắt làm tiền em hả? À, không, ai đền tiền làm, nhưng mà làm tiền em là anh sai rồi, em chỉ có tiền cho anh làm. Đúng vậy nè, thì nói tiền đơn nhẹo đúng rồi, tiền thọc đi cho đơn nhẹo. Thôi anh về đây. Ai? Ai?